Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ băng tần 57.3 và 16.10 của VNATV. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình điểm báo của buổi sáng ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, chương trình này hân hạnh được bảo trợ bởi công ty Tony Trần, tọa lạc ngay ở trên đường Garden Grove. Và công ty Tony Trần có những cái sản phẩm rất là tốt cho sức khỏe của quý vị, giống như là đông trùng hạ thảo Moringa 950 hay là tinh chất nghệ hoặc là dầu sức mạnh cao tê giác. Mời quý vị ủng hộ. Và đặc biệt là có gửi hàng về Việt Nam nữa và ship sữa Ensure về 64 tỉnh thành của Việt Nam, giá cả vô cùng nhẹ nhàng luôn, bất ngờ luôn đó. Cho nên mời quý vị ủng hộ. Số phone là 7149498688, 7149498688. Và tiếp đến nữa, cũng mời quý vị ủng hộ cho tiệm vàng Miley. Tiệm vàng Miley vẫn đang gửi hàng đến tận nhà cho quý vị thân tay gõ cửa, vàng bạc nữ trang đồng hồ Rolex. Kính mời quý vị ủng hộ và đón xem talk show live streaming của tiệm vàng Miley mỗi ngày thứ ba từ 1:30 cho đến 3:00 để tha hồ mua sắm. Và có trên cả hai băng tần của VNTV cũng như trên YouTube là Miley Diamond Show. Miley dính liền nhau như quý vị, Miley Diamond Show. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Và tiếp đến nữa, được bảo trợ bởi Sun Power by Eco Solar. Quý vị cần có một cái system solar thật là tốt cho gia đình của mình. Mình vừa tiết kiệm điện nè, vừa tiết kiệm tiền, lại tốt cho môi trường nữa. Và đặc biệt là quý vị sẽ nhận được những promotion vô cùng hấp dẫn. Mời quý vị ghé đến với Sun Power by Eco Solar. Số phone là 7142659077, 7142659077. Và sau đây là tin vui mà gửi đến cho quý vị ha. Tin vui là mình phải thông báo liền. Dạ thưa quý vị, vaccine COVID-19 đầu tiên được thử nghiệm ở Mỹ đã sẵn sàng để thử nghiệm lần cuối. Wow. Phải đồ lì nha. Thử nghiệm lần cuối đó là khi mà thử nghiệm thành công lần cuối, có nghĩa là vaccine này sẽ được sản xuất đại trà. Thì cái công ty này rất là quen thuộc rồi, Mỹ Linh đã từng nói đến. Đây chính là cái lần đầu tiên mà gọi là người ta tin tưởng để mà có thể thử nghiệm đại trà trên 30.000 người. Sắp đến đây, tại vì 45 người đã được thử nghiệm của công ty Moderna Incorporation. Thì công ty này là một trong 23 công ty đang sản xuất vaccine COVID-19 cho thị trường của nước Mỹ. Và Moderna ngày hôm nay đã tuyên bố là họ đã thành công rất là mỹ mãn cho cuộc thử nghiệm 45 người đầu tiên. Những người này đã có kháng thể và những cái vaccine được nghiên cứu bởi Viện Y tế Quốc gia và công ty Moderna cho thấy là những người được tiêm phòng đã được đủ sức mạnh để có thể bảo vệ mình khỏi coronavirus. Và họ dĩ nhiên là ban đầu đó, vài tuần trước khi mà tiêm thì họ thấy có những cái triệu chứng của cúm nhẹ nhẹ ở trên những người này. Dạ, nhưng mà họ đều vượt qua được và tạo được kháng thể cho bản thân mình hết. Dạ, và bây giờ tuyển dụng 30.000 người cuối cùng sẽ bắt đầu được thử nghiệm. Họ có ra thông báo là họ cần những người mà đi ghi danh đã có rồi, họ đã có đủ rồi. Không tới lượt mình anh ơi. Nếu mà cho ghi danh em cũng ghi danh liền, em cũng muốn thử. Dạ, mình sẵn sàng, nhưng mà tại vì người họ đủ người rồi. 30.000 người đã chuẩn bị để được thử nghiệm lần cuối cùng. Và nếu như 30.000 người này đều sẽ tạo được cái kháng nguyên và không có gây nguy hiểm cho cơ thể của họ và không có những cái phản ứng phụ quá mạnh mẽ thì chắc chắn công ty Moderna sẽ là công ty đầu tiên của nước Mỹ được sản xuất vaccine hàng loạt cho COVID-19. Một cái tin rất là vui trong ngày. Dạ, đúng vậy. Tin vui nhất trong ngày hôm nay thưa quý vị. Thưa quý vị, tin liên quan đến nước Mỹ là tòa án Mỹ đã cho phép thực hiện vụ hành quyết liên bang đầu tiên sau 17 năm gián đoạn. Thưa quý vị, vụ xử tử liên bang đầu tiên sau 17 năm dự kiến sẽ tiến hành vào ngày 13 tháng 7 sau khi là tòa phúc thẩm họ đảo ngược cái lệnh của tòa án cấp dưới đó. Tại vì tòa án cấp dưới họ nói là tại vì cái người thân của ba gia đình và ba người nạn nhân của cái anh tử tù là anh Daniel Louis Lee đó, anh ta giết ba cái người này, nhưng mà bà đó là coi như là mẹ của nạn nhân với lại người cháu đó, bà nói là nếu như mà giết anh ta thì nó cũng chả có làm thay đổi gì được cái người chuyện chết đã rồi thì cũng đã cho nên là rồi. Bà muốn lấy một lý do là bà không có tham dự được cái buổi hành quyết anh Lee này là tại vì bà sợ bị lây nhiễm virus. Nhưng mà cuối cùng thì tòa án nói là không có cái lý do đó, không có chính đáng, và tòa án vẫn cho phép thi hành cái án tử hình này sau 17 năm thưa quý vị. Dạ, và tiếp đến nữa là một bản tin liên quan đến việc cảnh sát của thành phố là Allentown của tiểu bang Pennsylvania đã bị gọi là leak ra một cái video cho thấy là có hai người cảnh sát, một người đã quỳ gối lên cổ của một người đàn ông
và lại, còn lại người quỳ gối nữa. Y chang lại quỳ gối lên cổ, rồi còn một người cảnh sát kia thì đã còng hai tay của cái người đàn ông bị bắt ở phía sau. Rồi có chết không? Dạ không. Ờ mày dạ, quá, mà, không người lại đã... có một cái black hay gì đó movement nữa. Chắc chắn là mà... còn sẽ khủng khiếp hơn nha. Ừ. Nhưng mà điều này là không thể chấp nhận được, tại vì cảnh sát đã được lệnh không được quyền gọi là chót kiếp nữa, không được sử dụng cái biện pháp đó để mà giữ người ta quỳ xuống ngay trên cổ của nạn nhân, và còn người kia thì bắt giữ nạn nhân còng hai tay phía sau rồi. Đó cho nên là đây là hành động mà gọi là không thể chấp nhận được, và cảnh sát đang điều tra, và người đàn ông đang đừng thấy là nôn mửa luôn và loạn choạng trên đường luôn. Rồi khi mà dừng xe ở phòng cứu cấp, tại vì bị hô cái cổ, ông ta khó thở quá và khó chịu quá đến nỗi nôn mửa và loạn choạng luôn. Và sau đó thì anh ta đã rất là la hét, rồi anh ta đã người ta cáo buộc là anh ta đã la hét nè, rồi nhổ nước bọt vào cảnh sát, và cho nên là bây giờ cảnh sát tiếp tục điều tra, và họ hy vọng là sẽ có kết quả nhanh chóng hơn để mà cho biết tình hình chính xác tại sao viên cảnh sát kia lại đè lên cổ của người đàn ông này, và người đàn ông này đã phạm tội như thế nào mà dẫn đến cảnh sát phải có những hành động mạnh mẽ như vậy. Thật sự ra nếu mà quý vị coi cái video đó rõ ràng chút xíu, mình để ý kỹ á, ổng đè lên cái đầu chứ không phải là cái cổ đâu, phải không? Dạ đó, ngay cổ anh, ngay cổ luôn á. Dạ ngay cổ đó, anh thấy không? Dừng lại đó. Nó nằm gần gần ở phía dưới này nè, thật sự là cũng không đến nỗi ngay cái cổ đâu. Cái chỗ đó nó không có ảnh hưởng đến cái chỗ là để mình thở đâu, anh nghĩ như vậy. Dạ, ok, nhưng mà cái này nó cũng thấy, rõ em lắm. Thấy ngay trên đây là nguy hiểm lắm rồi đó. Ngay đây là thấy không xong rồi đây. Nhưng mà thôi, nó không có vấn đề thì án mạng xảy ra, thành ra mình dân Mỹ sẽ đỡ với mấy cái vụ biểu tình Black Lives Matter mệt quá rồi. Nhưng mà cảnh sát này sẽ bị phạt rất là nặng, tại vì cái lệnh chót kiếp đã không được sử dụng rồi mà vẫn rồi, sử dụng vậy là chắc chắn sẽ bị phạt rất là nặng. Dạ. Ok. Mời anh với bản tin tiếp theo. Thưa với lại quý vị, bản tin liên quan đến Hoa Kỳ là Hoa Kỳ đã chuẩn thuật bán 105 máy bay chiến đấu tầng hình F-35 cho Nhật. Thưa quý vị, việc chuẩn thuận đã được chính phủ Hoa Kỳ công bố vào hôm thứ Năm vừa rồi. Thì cái ước tính là cái hợp đồng bán này ở mức 23.11 tỷ đô la, là hợp đồng đơn lẻ lớn nhất mà Hoa Kỳ đã bán ra cho nước ngoài. Thưa quý vị, Nhật Bản muốn mua là 63 chiếc F-35A mà loại mà Nhật hiện đã khai thác, và 42 chiếc F-35B phiên bản cất cánh ngắn và hạ cánh thẳng đứng cho các hàng không mẫu hạm. Thì để đối phó với việc Trung Quốc hiện đại hóa quân đội đó, Mỹ Linh, bây giờ Trung Quốc là họ quá mạnh rồi, thành ra Nhật Bản họ ở ngay sát nách đó, chỉ có cách nhau cái biển Hoa Đông đó thôi, thành ra họ rất là sợ cái sự lớn mạnh của Trung Quốc thì nó sẽ ảnh hưởng đến họ, thành ra bây giờ họ tăng cường, họ mua vũ khí hiện đại của Mỹ rất là nhiều. Thưa quý vị, nếu mà như là quý vị theo dõi những cái chương trình thời sự về vũ khí rồi này nọ đó, thì Nhật Bản họ không có được quyền đóng hàng không mẫu hạm, nhưng mà họ đi luồn, họ đi cái đường phía sau ra, họ đóng một cái tàu là chỉ là để chở trực thăng thôi, nó gọi là trực thăng carrier đó. Nhưng mà ở ngay ở trên đó thì họ có thể họ dùng để họ cất cánh cái F-35B phiên bản cất cánh ngắn đó, cất cánh lên thẳng như vậy chính luôn hả? Rồi xong bay đi. Thành ra đó cũng là một trong những gọi là hàng không mẫu hạm nhỏ, họ đi đường vòng. Nhưng mà vẫn có hàng không mẫu hạm để tự bảo vệ mình chứ, trong khi Trung Quốc mạnh quá, đúng về rồi. Quân sự quá mạnh rồi. Nó phải có một cái thế lực nó cân bằng lại chứ. Đúng ông rồi. Kia ông cứ ăn hiếp Việt Nam với lại mấy nước ở Đông Nam Á thôi. Được. Nhật sẽ không cho Trung Quốc ăn hiếp dễ dàng vậy. Và thưa quý vị, tiếp đến nữa là có một y tá làm việc ở tại bệnh viện của Texas bây giờ phải nằm ở trong phòng ICU tại vì cô bị COVID-19. Dù rằng test xét nghiệm thì cô thấy là cô là negative. Cái test thì là negative, nhưng mà thực chất là cô bị positive mà cái test sai. Trời ơi, nguy hiểm dễ sợ chưa. Cho nên là rõ ràng mà đây là một người y tá nha, và cô đã thấy được những cái triệu chứng của mình rồi. Cho nên là cô cảm thấy rất là nghi ngờ, và cuối cùng là để xong mà cô gọi bị phát bệnh nặng phải vô ICU luôn. Mà đã, may quá là phòng ICU cứu được cô. Đã có triệu chứng rồi mà test vẫn ra negative. Ủa sao cái con virus nó khôn quá kỳ vậy, cục nó trốn kỹ quá. Và không hiểu là cái test của cô như thế nào mà tại sao lại bị negative nha. Thật ra cái chuyện mà test bây giờ nó, em một cái bản tin mà anh mới đọc nè, họ nói là bên Florida đó, một cái bệnh viện nó xét nghiệm mà người ta chỉ là coi như là cái số liệu là 9.4% mà cuối cùng họ sửa ra là 98% bị nhiễm bệnh. Thấy ghê chưa? Số liệu nó khủng khiếp lắm, với lại cũng liên quan đến cái chuyện mà coronavirus luôn quý vị. Có một cái tàu nó đi đánh cá ở bên ngoài ngoài biển trong vòng 35 ngày, thì trước khi đi là thủy thủ đoàn không có ai bị hết,
Nhưng không mà có ai bị hết, xong tới lúc mà đi trở về là ai cũng bị hết, là sao vậy? Thành ra bởi vậy có thể là cái con virus này nó ẩn, nó chưa có phát ra. Đúng xong rồi. Tới lúc mà ra ngoài biển lên đên cứ đụng chạm với nhau, cứ lúc trong một cái khoang tàu nhỏ thì nó phát ra rồi xong rồi bệnh luôn. Đó, giống như cái cô y tá này tên là Heather Valentine, mới 24 tuổi. Lúc đầu là cô không có chắc chắn là mình bị bệnh đâu, tại vì xét nghiệm dĩ nhiên bệnh viện xét nghiệm cho cô là negative mà. Nhưng mà ủa sao thấy mình có những triệu chứng nhưng mà không có rõ ràng. Rồi bắt đầu tự nhiên cái kiệt sức luôn. Khi mà bắt đầu làm việc vào tuần trước với cái ca làm việc ngày thứ 3 của mình ngay tại bệnh viện Houston, thì bắt đầu đau nhức nè, rồi sốt nè, và ho. Mà ho không phải là ho khan mà ho khó chịu, ho hóng hắn chút xíu ở trong cổ thôi. Rồi ngày thứ 4 thì bắt đầu cô xét nghiệm thì kết quả lại negative. Có triệu chứng rồi, kết quả vẫn negative. Sau đó các xét nghiệm tiếp theo rồi để cho thấy được, cô thử nghiệm lại nhiều lần hơn nữa thì các xét nghiệm này bị sai hết một nửa thời gian. Đáng lẽ là cô đã đáng lẽ phải là positive 2 tuần trước đó rồi, mà cuối cùng là cái kết quả negative nó kéo dài miết đến cả mấy tuần sau khi mà cô bị nặng rồi nó mới ra positive, cho nên mới thấy được con virus này nó lạ như thế nào. Tại con virus này thích dấu trừ. Nó ẩn kỹ quá luôn. Dạ, nguy hiểm vô cùng đó. Dấu trừ. Dạ, cho nên là phải cẩn thận. Dạ, như vậy là không biết là boss mình nói là coi chừng cái bộ xét nghiệm này đến từ China. Xét nghiệm dởm rồi. Nhưng mà anyway, may quá là cô đã được cứu khỏi phòng ICU. Dạ, xin mời anh bản tin tiếp theo. Vâng, thưa với lại quý vị khán giả, một bản tin liên quan đến Hoa Kỳ. Thưa quý vị, đối mặt với lại đơn kiện của 17 tiểu bang và hai trường đại học lớn Hoa Kỳ là Harvard và MIT là Massachusetts. Thưa quý vị, thì Bộ Nội an của Hoa Kỳ vào hôm nay họ đã đồng ý hủy bỏ cái quy định là không cấp visa cho những học sinh là ghi danh học online vào mùa thu này. Thưa quý vị, là Bộ Nội an của Hoa Kỳ họ có một cái quy định vừa rồi đó, là họ nói là những học sinh mà chỉ học online ở những cái trường mà không có mở cửa cho học sinh đi vô trong lớp học á, thì họ không có cấp visa cho những cái học sinh đó. Thì tất cả những cái học sinh đó là đang còn ở Hoa Kỳ đó thì là sẽ bị như là deport, là cho về nước. Nhưng mà cái quy định này đã bị nhiều tiểu bang, là 17 tiểu bang, và hầu như bây giờ là tất cả các trường đại học đó, hầu như là tất cả các trường đại học là họ súng lại, họ kiện chính phủ Hoa Kỳ về cái chuyện này. Cuối cùng là Bộ Nội an họ nói thôi nhức đầu quá, họ không có muốn kiện tụng nữa, họ rút lại cái quy định này để họ tập trung vào những cái chuyện khác nó quan trọng hơn, thưa quý vị. Dạ, và tiếp đến nữa là một bản tin liên quan đến một sướng ngôn viên của New Hampshire đã coi như là bị stop cái contract đối với lại cái đài phát thanh mà cô làm việc, tại vì cô đã tự mình nha quay phim cái cảnh mà cô đã la hét lớn tiếng với lại cái người làm vườn, mà cái người làm vườn đó nói tiếng Spanish và cô không thích đó. Và cô giống như là cô làm việc là người sướng ngôn viên rất là nổi tiếng của một đài radio ở New Hampshire, đã bây giờ là cô phải stop cái hợp đồng với họ, và tại vì cô đã tự quay bằng cái video của mình, tự quay selfie của mình luôn, và cho thấy là cô đã lớn tiếng với lại một cái người làm việc này nói tiếng Tây Ban Nha. Cô tên là Diana Plus, làm dạ là cô làm việc có cái một cái show tên mình luôn, Diana Plus Show, ở trên làn sóng của WSMN 1590, và ở đây là sau đó thì cô đã phát đi trực tiếp một đoạn video của mình ở trên Facebook khi mà cô đối mặt với một cái nhóm những người công nhân đang làm việc, hỏi họ có phải là người nhập cư không có giấy tờ hay không. Rồi sau đó là cuối cùng cô nói với họ là đây là nước Mỹ mà nên nói tiếng Anh đó, tại vì những người này dĩ nhiên là họ làm việc thì họ nói được tiếng Spanish thôi. Và cuối cùng cô la hét ở trên họ như vậy, và đây là lúc mà đài phát thanh này chấm dứt hợp đồng với cô. Và họ không có thể nào chấp nhận một người nhân viên có sự kỳ thị như vậy được. Đúng rồi, dạ. Cái chuyện này nó xảy ra cũng nhiều lắm á. Dạ. Lâu lại có một vụ xảy ra. Dạ. Tiếp đến nữa, xin mời quý vị vẫn giữ băng tần 57.3 và 16.10. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo.